Hiện nay, người trồng sen ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, nơi có diện tích trồng sen lớn của tỉnh Quảng Ngãi, đang lao đao và vô cùng lo lắng trước tình trạng cây sen chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Vào thời điểm tháng 7, người dân bắt đầu vụ chính thu hoạch sen. Thế nhưng hơn 40 hecta diện tích sen tại xã Hành Thịnh, giờ đây chỉ là những hồ nước lèo tèo và cây sen đang bị úa dần. Đây là lần đầu tiên người trồng sen ở đây gặp phải tình cảnh bị thất thu hoàn toàn. Điển hình như của hộ ông Phan Diễn ở xã Hành Thịnh có 7 sào đầm trũng để trồng sen. Thế nhưng năm nay ông Diễn xuống giống được một tháng thì sen chết trũ hết. Ông Diễn cho biết hơn 10 năm trồng sen nhưng chưa bao giờ gặp phải tình trạng sen chết như năm nay. Ông đầu tư gần 3 triệu đồng tiền giống, trồng được một tháng. Khi cây lên lá thì bắt đầu có hiện tượng trũ cây, lá úa, bắt sen đen và chết dần toàn bộ. Trước nay, người dân thu hoạch sen có thể thu 6 đến 7 triệu đồng một sào, giúp cải thiện đáng kể cho đời sống. Nhưng năm nay, người dân ở đây không biết nguyên nhân vì sao cây sen lại chết. Giờ cả cánh đồng La Bang đều mênh mông nước, không còn một ruộng sen nào sống nổi. Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội nông dân xã Hành Thịnh cũng xác nhận ở địa phương đã có hơn 40 hecta diện tích trồng sen chết hoàn toàn và cho thấy sen chết có dấu hiệu bụng gốc, úa dần, bát sen đen, sen vừa ngoi lên khỏi mặt nước cũng chết. Địa phương đã có tờ trình và cũng đã có cơ quan chức năng xuống lấy mẫu nước, mẫu bùn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.